Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 3, Bộ Công Thương liên tiếp ban hành 3 văn bản hỏa tốc để chỉ đạo việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, văn bản của Bộ Công Thương nêu rõ, tại nghị quyết số 28 ngày 5 tháng 3 của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 2024, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương trong tháng 3 và thời gian tới tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Thủ tướng cũng giao các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Từ chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu cần chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, công văn số 1654 trên BTC-TTTN, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Bộ trưởng Công Thương đặc biệt lưu ý các tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu điện tử theo quy định. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng ký văn bản hỏa tốc công văn số 1655 trên BCT-TTTN yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Thứ trưởng Tân yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh theo dõi chặt chẽ cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng, gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng gửi công văn số 1656 trên BCT-TTTN đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương hiệu phân phối xăng dầu nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định. Bộ Công Thương lưu ý, trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các thương nhân báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 26 tháng 2, toàn quốc đã có 7.542 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định. Nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai đạt cao như Bắc Ninh đạt 100%, Đắk Lắk đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 91%, Nam Định đạt 89%, Hà Nội đạt 88%, Hải Dương đạt 88%, Bà Rịa Vũng Tàu đạt 83%, Quảng Nam đạt 82%, Vĩnh Phúc đạt 81%. Về băn khoăn việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán có thể gây ách tắc tại các cây xăng, Bộ Tài chính cho rằng hóa đơn điện tử được thực hiện tự động theo phần mềm. Số lượng hóa đơn đã xuất sẽ được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử, không phải in ra tại các cửa hàng xăng dầu và bảo đảm có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Do đó, việc xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng không làm mất thời gian của người mua và không có nhu cầu lấy hóa đơn nhưng vẫn đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Vũ Mạnh Cường chia sẻ, trước khi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành, Cục Thuế thành phố đã và đang tiến hành triển khai công tác dán tem niêm phong tại các cột đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Quá trình thi hành nghị định, Cục Thuế cũng tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế các quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Cục Thuế thành phố luôn đồng hành, lắng nghe những vướng mắc của doanh nghiệp xăng dầu trong quá trình triển khai, tổng hợp những kinh nghiệm hay để chia sẻ tới các doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử phối hợp để các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu có thể lựa chọn phương án phù hợp, đáp ứng điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, ông Vũ Mạnh Cường nêu.
Theo ý kiến một chuyên gia khác là luật sư Phạm Ba Đô, công ty luật SGK Law, cho biết điểm Y khoảng 4, điều 9, Nghị định 123/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, quy định rõ thời điểm xuất hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cây xăng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Theo ông Đô, yêu cầu của Chính phủ là hợp lý trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như chuyển đổi số. Việc siết chặt hóa đơn, chứng từ là một biện pháp rất hữu ích để phần nào giải bài toán chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để chính sách thiết thực đi vào đời sống, cần phải lưu tâm tới một số yếu tố. Thứ nhất, ngành xăng dầu đang gặp không ít khó khăn, kéo theo không ít doanh nghiệp, đại lý xăng dầu phải đóng cửa, nghỉ kinh doanh. Do đó, cần có một giai đoạn chạy đà, nghĩa là cần cho các doanh nghiệp một khoảng thời gian để chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất, sắm trang thiết bị, cân đối nguồn vốn. Về vấn đề này, các công ty công nghệ cũng có thể hỗ trợ một phần chi phí cho các doanh nghiệp xăng dầu hoặc có chính sách ưu đãi. Đây là điều tiên quyết trong việc áp dụng xuất hóa đơn từng lần đối với cửa hàng xăng dầu, chính là phải có lộ trình cụ thể để pháp luật có thể đi vào đời sống dễ dàng nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay, luật sư Phạm Ba Đô cho hay. Thứ hai, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với ngành xăng dầu. Bởi lẽ, đây là một trong những ngành nghề đặc thù có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân hàng ngày. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin để doanh nghiệp có thể theo đó triển khai công nghệ mới, đi kèm giải pháp phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, cần có thêm các quy định đặc tả dữ liệu để thực hiện kết nối với hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu trụ bơm xăng dầu, máy tính tiền, máy bán hàng. Đặc biệt, cần có quy trình từ Tổng cục Thuế về quá trình thực hiện hóa đơn điện tử theo lần. Yếu tố thứ ba được luật sư Phạm Ba Đô đặt ra là công nghệ. Theo đó, cần phải đảm bảo hạn chế tối đa sự cố trong khâu vận hành. Chẳng hạn, nếu chỉ chậm trễ một vài phút xuất hóa đơn trong trường hợp khách yêu cầu, gần như chắc chắn khu vực cây xăng sẽ tắc nghẽn, kéo theo ách tắc giao thông, đặc biệt là những khung giờ cao điểm tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chính khách hàng cũng sẽ cảm thấy mất thời gian hơn bình thường nếu chờ một trường hợp như vậy. Yếu tố cuối cùng đó là cần nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm của chính người dân khi mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định 123. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử. Các cơ quan quản lý tại địa phương cũng quyết liệt vào cuộc, đồng bộ triển khai lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cây xăng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đề cập đến phương án cho tính chi phí hóa đơn vào cơ cấu tính giá thành xăng dầu. Nguyên nhân được các doanh nghiệp này giải thích là do chi phí đầu tư hạ tầng, công nghệ và vận hành cho xuất hóa đơn điện tử lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp kiến nghị, nếu Nghị định 123/2020 quyết không thay đổi, thì giá cơ sở xăng dầu cần ghi nhận có phần chi phí hóa đơn điện tử 1,5% và xem đây là phần chi phí bắt buộc để tạo nguồn chi cho các doanh nghiệp bán lẻ. Bởi phát sinh việc này, doanh nghiệp bán lẻ không có bất kỳ nguồn nào để chi. Chiết khấu hiện chi nằm ở mức giới hạn trong công thức giá cơ sở, nhưng có quá nhiều khoản để chi. Ông Giang Chấn Tây, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bội Ngọc nói. Ông Tây thừa nhận, việc áp dụng hóa đơn điện tử từng lần, nếu đưa vào giá cơ sở thì sẽ làm tăng giá xăng dầu, ảnh hưởng đến CPI. Tuy nhiên, ông cho rằng, chi phí này không mang lại lợi ích cho khách hàng, không cần hóa đơn trong khi nguồn lực doanh nghiệp không đáp ứng cả về tài chính lẫn nhân lực. Trước đó, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu cũng cho rằng cần đưa chi phí đầu tư hạ tầng, thiết bị đo kiểm, kết nối dữ liệu với hóa đơn điện tử vào các chi phí đầu tư. Ông cũng đề xuất tính các chi phí thường xuyên khi duy trì hoạt động này trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu với tỷ trọng khoảng 0,5%. Bình luận về vấn đề xuất tính chi phí hóa đơn vào giá thành xăng dầu, ông Nguyễn Văn Được, chuyên gia về thuế cho hay đề xuất này không hợp lý nếu nhìn dưới góc độ quản lý nhà nước. Xăng dầu là hàng hóa quan trọng phải do nhà nước quản lý. Tăng giá sẽ ảnh hưởng đến cả nền kinh tế, kéo theo nhiều hệ lụy, ông nói. Ông Được phân tích, doanh nghiệp có lý do để đề xuất khi chi phí tăng lên, nhưng ở phía người tiêu dùng, họ không có lý do phải chịu thêm chi phí khi yêu cầu nhận hóa đơn mua hàng. Chuyên gia góp ý, để cân bằng lợi ích, nhà nước cần xem lại mức giá do bên thứ ba
là các đơn vị cung cấp hóa đơn đưa ra đã hợp lý chưa? Đánh giá về lợi ích của hóa đơn điện tử, các chuyên gia đều khẳng định cây xăng buộc phải liên thông và xuất hóa đơn để tránh nguồn xăng dầu lậu nhập vào và minh bạch lượng xăng dầu bán ra. Đồng thời, để quy định này sớm được triển khai đồng bộ, các chuyên gia cho rằng cơ quan thuế cần tăng cường tuyên truyền bên cạnh những chế tài xử lý để các đơn vị kinh doanh tham chiếu. Song song với đó, cơ quan quản lý cần có giải pháp khuyến khích người tiêu dùng có ý thức lấy hóa đơn khi mua hàng. Có thể thực hiện thông qua hình thức sổ số hóa đơn như với một số trường hợp đang thực hiện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.